Chào, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì tôi có gặp một bạn học ngành kiến trúc xây dựng ở Nhật Bản và hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp là công ty về xây dựng ở Nhật Bản. Và bạn ấy sẽ chia sẻ tâm sự một vài đôi điều về nghề nghiệp làm xây dựng ở bên Nhật nhé. Trước tiên chúng ta hãy lắng nghe bạn ấy giới thiệu về bản thân mình. Em tên là gì, em đang làm ở đâu và cái công việc cụ thể hàng ngày của mình làm cái gì? Xin chào mọi người. Mình tên là Hùng. Hiện tại thì mình đang làm việc tại Saitama ở Nhật Bản. Hiện tại thì mình làm về kiến trúc. Nói chung là về công việc chính của mình thì là về sạc xi của Nhật hay ở Việt Nam. Đấy, để em nói luôn là hay về Việt Nam mình gọi là cửa, các loại cửa của Nhật. Thì bên Nhật thì người ta gọi là sạc xi sạc. Cũng là mình làm các loại cửa cho nhà. Dạ. Trong trường hợp nào thì mình sẽ nhận những công trình như vậy? Tức là một công trình người ta đã xây dựng xong hết về nhà rồi, mình sẽ công ty của em sẽ chuyên làm cái cửa. Dạ, công ty của em thì là có về là lắp đặt mới, sửa chữa cũ, bảo hành. Thì là lắp đặt mới thì thường là công ty em sẽ lắp đặt cho trường học, bệnh viện hoặc là có nhà dân, nhưng mà nhà dân thì thường là rất ít. Còn về công ty em thì vẫn thường xuyên là đi bảo hành và đi sửa chữa những ổ khóa hoặc cái kia của nhà. Xin chia sẻ một chút thêm về cái công việc hiện tại nó như thế nào, công việc về xây dựng hoặc là về bảo hành sửa chữa nhà cửa nói chung ở bên Nhật có khó không, có vất vả không? Dạ, nếu mà em thấy là nếu mà riêng về ngành xây dựng của em thì em thấy là ngành của bọn em là nó đã đỡ hơn các ngành khác. Bởi vì là bọn em được đặt trong nhà, không phải chịu nắng chịu mưa. Đấy thì là hoặc là bọn em vẫn có những thời gian làm ở xưởng chứ không phải thường xuyên là đi công trình nhiều. Em vẫn thường xuyên làm ở xưởng hoặc là làm ở những cái phòng ban ở trên văn phòng. Hoặc là đấy. Còn về công việc thì là nếu mà có đi game bạc, đi công trường thì là vẫn là được làm ở trong những cái nhà nhà dân hoặc là tòa nhà thì là nó có đủ điều kiện che nắng che mưa chứ không phải là không phải đi ra ngoài. Hiện tại em đang làm trong công ty nhỏ, công ty kiểu gia đình. Lúc chị biết em được trước đã làm trong công ty rất là lớn, thì em so sánh về mối quan hệ, môi trường làm việc, mức lương, nội dung công việc giữa một công ty lớn và công ty bé, cái điểm tốt là gì và điểm mình không thích là gì giữa công làm công ty lớn và công ty bé không? Công ty lớn ngày xưa thực sự là ngày xưa mình đã làm một công ty cũng khá lớn, nhưng mà ở đấy thì thường là nhận những cái công trình rất là lớn. Nhưng mà mình chỉ được đảm nhận một công việc nhất định. Mình sẽ làm 1 năm, 2 năm ở đấy. Nhưng mà mình gần như mình chỉ thông thạo một cái công việc nhất định đấy. Rồi là những mối quan hệ với cả cấp trên của mình thì mình chỉ là mối quan hệ ở mức là trưởng phòng hoặc là căng lắm thì đến trưởng bộ phận. Chứ mình gần như là không biết giám đốc hay là ai cả. Gần như là giám đốc không biết mình ai. Nhưng mà khi mình làm ở công ty bé, mình được đảm nhận nhiều vị trí hơn, được học hỏi nhiều hơn. Ngay cả là nếu như là mình về Việt Nam về sau, những bạn mà đi khoảng 5 năm, 7 năm thì là mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để về Việt Nam khởi nghiệp ở Việt Nam hơn. Chứ còn làm những công ty lớn thì mình sẽ chỉ được làm chuyên về một bộ phận. Thì thực sự là về Việt Nam mình cũng không rõ cái nghề của mình là cái gì thì nó không phát khó phát triển ở Việt Nam hơn. Đấy, còn ngay cả những công ty nhỏ nhưng mà người ta có lịch sử lâu đời thì những cái về vốn điều lệ hay là những cái thâm niên của người ta thực sự là những cái đãi ngộ của người ta săn sóc với nhân viên hơn, rồi là người ta biết mình là ai, người ta săn sóc với mình hơn. Thì là những cái đãi ngộ thì giờ là nó tốt hơn công ty lớn rất là nhiều. Tức là công ty nhỏ thì thường thường họ rất là quý người phải không? Dạ vâng. Họ sẽ mình có cơ hội gặp trực tiếp đến cả giám đốc này, các bác trưởng phòng này, phải không? Đôi khi họ cũng sẽ có những công việc quan trọng họ cũng sẽ bàn với mình, phải không? Dạ vâng. Họ trao đổi với mình và họ có thể sẵn sàng chia sẻ rất là nhiều cái gọi là kỹ thuật hoặc là những cái quan trọng với mình nhiều hơn. Còn công ty lớn thì mình sẽ chỉ làm được một khâu nhỏ trong đấy và lặp đi lặp lại. Mình được học hỏi nhiều hơn, mình biết được cảm giác mình biết, mình cảm giác mình được học hỏi và nhiều kinh nghiệm hơn. Nếu mà những bạn mà cảm giác đi được 5 năm, 7 năm mình về mình muốn khởi nghiệp thì mình sẽ dễ dàng hơn trong cái công việc khởi nghiệp của mình hơn. Thế về cuộc sống ở đấy, cái mức lương hiện tại của em thấy có đủ sống ở Nhật không? Dư giả để phần để gọi là gửi về nhà không? Cần phải nói số lượng, số tiền nhưng mà mình tiết kiệm khoảng được bao nhiêu tiền? Ví dụ như là, ok nhá, tôi làm được khoảng tiền này, chi tiêu từ này thì ví dụ mình tiết kiệm bao nhiêu trong tổng khoảng bao nhiêu? Nếu như bây giờ nếu mà so với mức lương của mình thì được khoảng được 50%. Mà em ở thành phố Saitama. Dạ vâng, em mà khác không? Saitama đấy là một thành phố ven đô của Tokyo. Thì nếu mà từ em lên Tokyo thì chắc chưa đến một tiếng tàu, còn độ nửa tiếng thôi. Muốn đi ăn, đi chơi, du lịch thì vẫn tiện. Hoặc là sang đấy thì các bạn chịu khó đi học một cái bằng lái xe thì công việc đi lại thì nó sẽ thuận tiện hơn với những bạn làm kỹ sư bởi vì mình có trình độ hơn rồi. Còn về mức lương thì thực sự là bên đấy chủ yếu là về tiền nhà và tiền thuế, rồi tiền ăn ở thì cũng chỉ khoảng 50%. Tiền nhà bên đấy bao nhiêu tiền một tháng? Tiền nhà của em bây giờ em ở nhà hai vợ chồng, nhà khoảng 40 mét vuông thì khoảng độ
5 ăn một tháng chưa tính điện nước nữa thì tùy từng thời gian khoảng 1 ăn đến 1 ăn rưỡi. Thì tổng cộng hết là 6 ăn tổng đấy. Tiền điện nước hết 6 ăn phải không? Thì nếu mà tự nấu ăn uống cho một người ở đấy thì bao tiền cả? Nấu ăn uống thì hiện tại thì vợ chồng em một tháng gọi là chi tiêu thì tầm khoảng 5 ăn. 2 vợ chồng. 6 ăn, 5 ăn, 12 ăn phải không? Dạ vâng, tiền thuế. Dạ vâng, tiền thuế thì khoảng độ tầm 6 ăn là em đóng cho cả vợ em. Cả thuế và niêm kim là 2 vợ chồng cùng hưởng. Còn cuối tuần thì đi chơi thì có thuê xe, em có bằng lái xe rồi nên là em thuê xe cũng đi chơi thì mỗi lần đi chơi chắc khoảng 1 tháng đấy, đi du lịch chỗ này chỗ kia, tắm trại chỗ kia thì là vẫn du di vẫn thoải mái. Dạ vâng. Đấy, không nói là tổng tiền lương là bao nhiêu đâu, nhưng mà ví dụ 6 mang rưỡi tiền nhà này, 5 mang tiền ăn này, 5-6 mang tiền lên kim này, tổng cộng đó mình có thể cộng được bạn ấy và mình lại còn thích gì là 5%, mình biết là số lương thực của bạn bao nhiêu rồi đấy. Thế là em hứa rồi. Thì đúng rồi. Nhưng không sao đâu, bây giờ đấy mà trừ hết đi cái khoản thuế, thuế bên đấy đóng bao nhiêu phần trăm? Thuế bên, tức là thuế thì nó cũng không nhiều đâu, thuế thì khoảng độ tùy vào cái thu nhập của mình. Hoặc là cái thuế bây giờ thì gần như là người ta đều hỗ trợ cho là người Việt Nam sang đấy làm thì là hỗ trợ giảm thuế cho những cái người gửi tiền về nhà nhiều thì là cũng nhiều người gần như là được miễn thuế 100%. Nếu như là có biết những cái chương trình giảm thuế thì là sẽ được hỗ trợ nhiều. Còn nếu mà những người bạn mà xác định ở lại lâu dài rồi là bị trú thì là tốt nhất không nên là giảm thuế, thì là đóng thuế khoảng, ví dụ như em bây giờ thôi thì em không nói mức lương nhưng mà tức là của em giờ đóng gọi là thuế cư trú khoảng 1%. Đấy tầm đấy, rồi là các loại bảo hiểm lao động các kiểu kia thì được tầm 5-7 sen, thuế thu nhập đủ 5 sen, rồi là cái niên kim thì rất nhiều, nhưng niên kim thì bao giờ mình cần lại lấy lại được. Dạ vâng, thì nó cũng chỉ khoảng độ tầm 2-3 man đấy. Dạ. Với những cái bạn mà kiểu ngày hôm nay nghe video này mà nghe từ man chắc không hiểu đâu, 1 man tức là 10.000 yên ha. Dạ vâng, 10.000 yên thì tương đương với bây giờ là bao nhiêu, 1 triệu? Bây giờ là 1.7 triệu. 1.7 triệu yên đang hơi tăng lên một chút, tăng nhẹ chút phải không? 1.7 triệu. Có nghe nói đến mùa hè năm nay thì yên sẽ cao hơn và dần dần đến cuối năm thì cũng sẽ có xu hướng cao đấy. Cho nên các bạn học tính là từ bây giờ đi cho đến giữa năm rồi đến cuối năm mình đi thì lúc đấy yên cũng cao rồi. Và khi rồi cho chị hỏi thêm chút nữa là vừa rồi ấy thì 1-2 năm vừa qua yên hơi bị thấp ấy, thì khi mà bọn em làm ở đấy bọn em có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ về tiền yên? Thực sự là bởi vì là bọn em xác định là ở lại một cách lâu dài nên là nếu như tiền yên thấp thì chúng ta lại có bán nào? Đó. Đó không, em không hẳn là không bán mà mình sẽ đầu tư sang những nhánh khác. Ví dụ như là mình sẽ đầu tư ra vàng, rồi đầu tư những nhánh khác. Tiền yên tồn thì những có cái tiền khác nó tăng, hoặc là những cái tài sản cố định như vàng hay là này kia thì nó vẫn giữ nguyên. Hoặc là như vài năm vừa rồi, như ví dụ như là mới anh chị mới sang thì chưa có tiền nhưng mà mấy anh chị lâu thì là đầu tư bất động sản bên đấy lại rất là lời. Bởi vì là tiền yên nó mất giá thì lại những cái bất động sản nó vẫn giữ nguyên giá, hoặc là những người đầu tư về đồ hiệu hay này kia thì đồng tiền rất là mất giá, gửi về Việt Nam thì nó rất là lời. Nên là trong cái môi trường khó khăn, nếu mà mình nắm bắt được cơ hội thì là cái đồng tiền của mình nó vẫn không là mất giá. Tức là nếu mà mình đi có tiền lương thì tiết kiệm được 50% thì 50% đấy mình hoàn toàn có thể chuyển sang kinh doanh thêm nhỏ thêm một cái gì đấy phải không? Đúng rồi, chứ chuyển về Việt Nam hay là bán tại Nhật. Tức là nếu như bây giờ nếu mà ví dụ như là một cái điện thoại ngày trước người ta vẫn bán là 17.000 yên, mà là 170.000. Đấy thì nếu như chị vẫn ngày xưa mang độ 20 thì nó vẫn bán thế. Bây giờ mang 17 vẫn bán thế. Nhưng mà nếu mà chị vẫn mua cái điện thoại đấy chị mang về Việt Nam chị bán thì là cái tiền chênh giá nó đã rất là khác biệt rồi. Đấy. Các bạn kỹ sư đi sang đấy ngoài những công việc làm cố định của mình cũng có rất nhiều cơ hội phải không? Dạ vâng, thì cái dành chắc á. Tức là mình ra nước ngoài không phải là mình chỉ là làm công ăn lương, mình phải sáng tạo để mình có nắm bắt những cái cơ hội ở bên đấy. Bên Nhật nó có rất nhiều cái cơ hội khác chứ không phải là mình sang đấy mình chỉ là tập trung vào công việc của mình. Chắc là chị quan chị ở dạ vâng, thì bên các bạn cho chị hỏi chút đấy, các bạn kỹ sư là các bạn đang làm ở Nhật đấy thì các bạn có thường làm thêm những công việc gì thêm không ngoài những việc mà mình làm cố định? Đó, thì công việc đơn giản nhất hiện tại thì là tất cả gần như là 100% kỹ sư. Ngành của em thì là đều có bằng lái xe. Đấy mọi người đều, tức là bên đấy xe ô tô cái rất là một cái gì đó rất là bình thường. Đấy giống như là mình kiểu bằng lái xe máy ở Việt Nam. Dạ vâng, thì đấy thì là nếu mà nhiều người thì là vận chuyển hoặc là đưa người ra sân bay thì là những cái công việc nó rất là đơn giản rồi. Tuần dạ vâng, còn nếu mà anh chị nào mà có một chút quan hệ hơn thì là kinh doanh buôn bán, hoặc là nếu mà mọi người có đầu óc kinh doanh một tí nữa thì là về cổ phiếu chứng khoán. Cái thị trường bên đấy nó rất là ổn định, nó không như thị trường Việt Nam. Nếu mà cái thị trường cổ phiếu bên đấy nó ổn định hơn, hoặc là những cái công ty nó rất là lâu đời như Toyota ở kia đầu tư ở đấy thì, hoặc là nhiều người thì không đầu tư vàng mà đầu tư cổ phiếu vàng thì kia thì nó, tức là mọi người sẽ có nhiều cách để kiếm tiền lắm. Và nhiều người chỉ cần là mua rẻ bán đắt, những cái vé xem cái nhà hay là những cái như vừa rồi là những mặt hàng iPhone 15 mới ra mắt mấy ngày đầu bên Việt Nam chưa có là đã lãi được khoảng mấy man một chiếc điện thoại đó, đến cả mấy triệu cái rồi nếu mà biết nắm bắt đầu tư cơ hội. Dạ vâng, thì
Tức là nếu mà mình, tức là bên đấy mình phải năng động hơn, mình phải sáng tạo hơn thì nghĩ ra nhiều góc nhìn hơn ha. Dạ vâng, chứ còn nếu mà chỉ là sáng đi làm tối về nghỉ ngơi thì thực sự là cũng đủ sống thôi phải không? Dạ và vâng. Cũng thuần như một kỹ sư thuần thôi. Dạ vâng. Nhưng mà thôi, nhưng mà mình cũng không khuyến khích là các bạn kỹ sư ở Việt Nam sang đấy làm công ty, tức là làm kỹ sư trong một công ty. Thì sau đó thì mình cũng lại tranh thủ mình đi kinh doanh, thì cũng không phải khuyến khích tất cả mọi người. Nhưng thực sự nếu mà thứ bảy chủ nhật ở bên Nhật thì có rất là nhiều cái cơ hội để mình có thể kiếm thêm được thu nhập, phải không? Bằng cách là hỗ trợ mua đồ hộ mọi người này, phải không? Dạ, rồi hỗ trợ những người Việt Nam từ bên Việt Nam sang Nhật Bản, mà ban đầu mình hoàn toàn có thể có những cái chi phí hẳn đưa đón, hỗ trợ setup. Chị cũng nghe thấy rất là nhiều các bạn sang là setup những cái lúc mà cuộc sống bắt đầu họ mới sang, họ chưa biết, thì cũng có nhiều bạn làm thế. Hoặc là về làm thêm một số các ngành lĩnh vực như là hàng hóa, chị cũng nghe rất là nhiều bạn. Tuy nhiên có những cái bạn thì tôi chỉ đủ sang làm kỹ sư tôi cũng đủ rồi, cũng chẳng cần phải những người có thích cuộc sống an nhàn thế thì chắc là đi làm cái tờ đi du lịch đấy thoải mái, phải không, vẫn đủ sống phải không. Thì thực sự ngày hôm nay, cái video ngày hôm nay cũng lần đầu tiên có những chia sẻ rất thật về cuộc sống của một bạn kỹ sư năng động ở bên Nhật như thế nào, rất là khác với những cái video lần trước, những câu chuyện lần trước các bạn kỹ sư chỉ kể rất thuần về cái công việc mà các bạn đang làm thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một góc nhìn mới về một bạn kỹ sư kiến trúc xây dựng. Em học kiến trúc xây dựng ở bên Nhật luôn nhỉ? Dạ vâng. Học trường nào? Dạ em học Bikin Kokan Tokyo. Trời ơi sao yếu tố thế, kiểu gì sang cũng đi học tiếng Nhật trước xong là học chuyên môn sau phải không? Và bạn ấy đã tốt học tiếng Nhật và tốt nghiệp ở Nhật, rồi sau đó thì đi làm cho các công ty Nhật. Làm công ty Nhật rất là lớn ban đầu và cũng không thấy hài lòng với một vài công việc, bởi vì làm công việc nó nhỏ và không được kiểu như là năng động. Và với một người là bạn Hùng Tora thì rất là năng động, nhìn khuôn mặt đã biết mà rất là năng động, rất là nhanh nhẹn như này rồi thì chắc chắn là cũng sẽ không hài lòng với một cái công việc làm việc lại. Nhưng tất nhiên là tùy từng bạn thôi, có những bạn thích làm quy trình cẩn trọng cẩn thận, bạn ấy thích làm công việc phần kỹ thuật ổn định, bạn không thích kinh doanh thì có thể đối với môi trường đấy họ lại thích. Nhưng với Hùng thì đấy rất là khác, Hùng thích năng động và Hùng chọn công ty nhỏ hơn để được thể hiện tất cả những cái khả năng của mình, được chia phát biểu ý kiến, chia sẻ cũng như là được học hỏi nhiều hơn, được chịu trách nhiệm nhiều hơn và được nhận nhiều hơn những nhiệm vụ để gọi là mài dũa bản thân và thể hiện tài năng. Thì rất là đa dạng cái cuộc sống và công việc làm ở Nhật các bạn ạ. Cho nên là nếu các bạn mong muốn đi sang Nhật làm việc và muốn kết nối với bạn Hùng Tora để hỏi thêm về cuộc sống Nhật Bản thì hoàn toàn có thể liên lạc với bạn Hùng Tora, hoặc là thông qua video link thì chúng tôi sẽ kết nối bạn và đặt câu hỏi để anh Hùng đến một ngày nào đó anh Hùng có thể hoàn toàn chia sẻ được. Dạ, cảm ơn Hùng đã chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay với mọi người. Em có muốn nhắn nhủ tới các bạn kỹ sư thanh niên đang ở Việt Nam mà đang lo lắng chẳng hạn như yên Nhật rẻ lắm không muốn đi, thì em muốn chia sẻ điều gì với các bạn kỹ sư? Đối với em thì là mỗi cái khó khăn thì nó sẽ là một cái cơ hội, nên là mọi người cứ cố gắng lên. Còn mỗi môi trường mới sẽ cho chúng ta những cơ hội mới, chứ còn khó khăn với người này sẽ là cơ hội với người khác, nên là các bạn cứ vững tin vào đi thôi. Và ra với tuổi trẻ thì tiền rồi cũng ban đầu phải không, ban đầu tiền thì ở đâu nào cũng thế thôi, nhưng mà đừng lo về yên rẻ, mọi thứ rẻ rồi sẽ đắt lên, đô la hay euro hay mọi đồng tiền đắt rồi sẽ rẻ sẽ đắt, nhưng nó sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi. Và thực sự cuộc sống ở bên Nhật đó là cái chất lượng cuộc sống rất là tuyệt vời, được học tập, được đi du lịch, được kết nối, được làm việc rất là nhiều thứ. Thì hãy mau chóng liên lạc với Visa Link học tiếng Nhật để có thể mau chóng gặp gỡ các công ty Nhật để phỏng vấn và đi sang Nhật làm việc các bạn nhé. Thì mình vẫy tay đi. Bye bye.